Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Ngẫm Thân Tâm. Lời tiên tri trong các sách cổ Ấn Độ có từ trước cả Chiêm Tinh học Vệ Đà, đề cập đến sự phá vỡ và tái sinh của trái đất cùng việc tương lai nhân loại đã được định đoạt. Họ cho rằng tương lai của loài người thực ra đã được định sẵn và rằng nền văn minh trái đất đã trải qua nhiều chu kỳ, với sự tái sinh tiếp theo có thể đang đến gần. Thần đồng Ấn Độ Anand từng gây chú ý với những tiên đoán chính xác nhờ Chiêm Tinh học Vệ Đà. Tuy nhiên, một cuốn sách tiên tri cổ xưa đã thất truyền còn dự đoán về luân hồi nhanh hơn cả Chiêm Tinh học Vệ Đà, tiết lộ một phép thuật cổ đại gọi là mật mã suy diễn, từng được hoàng gia sử dụng như một hình thức tiên tri. Nhưng lời tiên tri trong cuốn sách này rốt cuộc đã nói về điều gì? Vòng tuần hoàn cho sự tái sinh. Việc nói về trái đất có chu kỳ và sự tái sinh thực tế không phải là điều mới mẻ. Bằng những tính toán khoa học chính xác, các nhà khoa học đã phát hiện rằng trái đất đã tồn tại ít nhất 4,6 tỷ năm. Trong khi đó, nếu tính cả lịch sử của loài người, từ những tổ tiên là vượn thì con người mới chỉ xuất hiện cách đây khoảng 4 triệu năm. So với con số 4,6 tỷ năm, 4 triệu năm chỉ như một giây trong một ngày. Vấn đề là nếu con người chỉ mất khoảng 4 triệu năm để phát triển đến mức độ này thì trong hàng tỷ năm qua, liệu trái đất có thể đã phát triển ra những nền văn minh tương tự hoặc thậm chí cao hơn không? Về lý thuyết, điều này là khả thi. Ngay từ thời kỳ văn minh Maya, họ đã tin rằng trước khi nền văn minh nhân loại xuất hiện, trái đất đã trải qua 4 lần phát triển và suy tàn của các nền văn minh. Đối với văn minh Maya, điều họ quan tâm hơn chính là những nền văn minh cổ xưa đó đã bị phá hủy như thế nào. Những thảm họa diệt vong của các nền văn minh tiền sử đều xảy ra do Đại Hồng Thủy. Trận Đại Hồng Thủy quen thuộc nhất chính là trong Kinh Thánh, khi Chúa nổi giận muốn trừng phạt nhân loại nên Ngài đã gửi xuống một trận Đại Hồng Thủy. Ngoài ra, nền văn minh Lưỡng Hà cũng có những ghi chép tương tự. Các vị thần cho rằng nhân loại thực sự quá ồn ào nên cũng dự định dùng một trận lũ lớn để tiêu diệt họ. Trong thần thoại Ấn Độ cũng có ghi rằng xã hội loài người đang trong tình trạng hỗn loạn vô trật tự. Vậy nên thần hủy diệt đã phát động một trận đại hồng thủy để tiêu diệt thế giới nhằm mở ra một thế giới mới. Nếu như ghi chép về đại hồng thủy tiền sử của một dân tộc hay một thần thoại là điều ngẫu nhiên, thì việc nhiều dân tộc và nhiều thần thoại cùng ghi chép khiến người ta không thể không nghi ngờ. Liệu con người cổ đại có phát hiện ra bằng chứng về sự tuần hoàn của trái đất hay không? Tuy nhiên, cũng có người cho rằng đây chỉ là nỗi sợ của nhân loại thuở sơ khai về lũ lụt, là một sự tưởng tượng quá mức. Những thiên tai này không chỉ đơn thuần là lũ lụt mà là những trận đại hồng thủy khiến con người phải lánh nạn trên những ngọn núi cao mới có thể giữ được mạng sống. Thế nhưng, theo khám phá của khoa học hiện nay, những sa mạc hiện tại thực chất là tàn tích của các trận đại hồng thủy thời tiền sử. Chúng ta đều biết sự hình thành cát không thể tách rời khỏi tác động xói mòn của dòng nước. Dòng nước này có thể đến từ các con sông hoặc từ thủy triều của đại dương. Nhưng rõ ràng, thủy triều của đại dương không đủ để trong thời gian ngắn tạo ra những sa mạc quy mô lớn. Vì vậy, chỉ có khả năng từ dòng chảy của các con sông. Các nhà khoa học đã phát hiện ra một hệ thống nước ngầm tiềm ẩn dưới nhiều sa mạc. Tuy nhiên, tại một thời điểm nào đó, sự cân bằng của những hệ thống nước ngầm này đã bị phá vỡ dẫn đến sự xuất hiện của những trận đại hồng thủy và sau đó là sự hình thành của sa mạc. Điều này cũng có nghĩa rằng những trận đại hồng thủy thời tiền sử thực sự đã tồn tại. Trước khi con người xuất hiện, trái đất rất có thể đã trải qua nhiều nền văn minh khác nhau. Nhưng kết cục của mỗi nền văn minh đều là sự diệt vong. Bạn có tin vào sự tồn tại của vòng luân hồi không? Một lời tiên tri cùng phép thuật cổ xưa bị thất truyền mang tên Lục Vương đã tiên đoán về vòng luân hồi của trái đất, tiết lộ rằng nền văn minh nhân loại không phải là nền văn minh đầu tiên trên trái đất. Có thể sự diệt vong của nền văn minh đã xảy ra nhiều lần trước đây và kết cục của nhân loại cũng đã được định sẵn. Vậy thì vòng luân hồi của trái đất đã được Lục Vương giải mã như thế nào? Khai nguyên chiêm kinh. Thuật số Lục Vương được hình thành sớm hơn kinh dịch, nhưng do thời gian quá lâu nên với ghi chép bằng văn tự đã bị mất. Hiện tại các nhà khảo cổ cũng không thể xác định chính xác quyển sách này xuất hiện vào thời điểm nào. Ngay từ thời nhà Hán, thuật số Lục Vương đã được ghi chép trong Việt Tuyệt Thư,
và so với các phương pháp bói toán khác thì độ chính xác của nó là rất cao. Do đó, thuật số lục vương quyển sách nghiên cứu của các hoàng đế luôn được bảo vệ một cách bí mật. Cho đến thời kỳ nhà Đường, văn hóa của triều đại này khá bao dung, họ cũng tích cực giao lưu với các nước láng giềng, trong đó có Ấn Độ. Một người Ấn Độ có tên là Cù Đàm Tất Đạt đã đến Trung Quốc trong thời kỳ này và rất quan tâm đến các bản Hy Thiên Văn cổ đại Trung Quốc. Ông không chỉ nghiên cứu sâu mà còn viết ra cuốn sách Khai Nguyên Chiêm Kinh. Một trong những ý tưởng chính của cuốn sách này là Cù Đàm Tất Đạt tin rằng các hiện tượng trên bầu trời sẽ biến đổi theo một quy luật nhất định và mỗi lần biến đổi thì nhân loại cũng sẽ thay đổi theo. Để nghiên cứu mối quan hệ này, Cù Đàm Tất Đạt đã xem qua một lượng lớn thư tịch cổ, cuối cùng tìm ra một phương pháp gọi là lục vương. Thông qua phân tích, ông phát hiện ra rằng 6 loại thuật số của các vị vua thực chất rất đa dạng và độ chính xác không đồng nhất. Trong truyền thuyết, Hoàng đế chi thuật này chính là Đại Lục Nhâm, một tác phẩm có nền tảng rất sâu sắc về châm tinh học. Khởi điểm của nó là sự biến đổi của các sao. Vậy làm thế nào mà người xưa có thể biết được sự biến đổi của các sao? Nói một cách đơn giản, họ sẽ xem vị trí của mặt trời so với trái đất tại một thời điểm nhất định. Dựa trên vị trí này, người ta tìm kiếm các ghi chép về thiên văn qua các triều đại và sự biến đổi của xã hội lúc bấy giờ. Trên cơ sở của 2 dữ liệu lớn này, các quy luật bên trong sẽ được tổng hợp. Không khó để nhận ra rằng, Đại Lục Nhâm thực chất chỉ là việc xác định một vị trí của thiên văn, sau đó phân tích toàn bộ bản đồ thời gian và không gian của vị trí đó. Do đó, trạng thái của sự vật dưới thời gian và không gian này cũng trở nên rõ ràng. Dù nghe qua có vẻ đơn giản nhưng thực tế kỹ thuật này lại yêu cầu khả năng suy luận logic và phân tích dữ liệu rất cao. Cho đến hiện tại, không ai có thể nói rõ ràng về cách thức vận hành và thao tác cụ thể của Đại Lục Nhâm. Cổ nhân cũng chỉ ghi lại một số ví dụ ứng dụng của Đại Lục Nhâm trong sách mà không thể phân tích được logic vận hành cụ thể của nó. Tuy nhiên, với kiến thức thiên văn học hiện đại, chúng ta có thể giải thích một phần về Đại Lục Nhâm. Sự thay đổi của các sao thực chất là mối quan hệ vị trí giữa mặt trời và trái đất. Điều này thực sự có thể ảnh hưởng đến trái đất. Ví dụ gần đây, hiện tượng bão từ mặt trời xảy ra rất thường xuyên và các chuyên gia cũng đã nhận thấy bão từ ảnh hưởng không nhỏ đến trạng thái của con người. Do quỹ đạo của trái đất là một quy luật cố định, điều này có nghĩa là vào một thời điểm cụ thể, trái đất luôn hướng về mặt trời ở một tư thế nhất định. Điều đó thực sự tạo thành một quy luật. Nhưng rõ ràng mục đích của thuật số lục vương không chỉ dừng lại ở đây, mà là muốn dự đoán sự biến đổi tổng thể của trái đất. Những dự đoán tương lai. Theo ghi chép trong Khai Nguyên Chiêm Kinh, Cù Đàm Tất Đạt đã sử dụng thuật số lục vương để dự đoán sự phát triển của trái đất. Nói một cách đơn giản, đó là một quá trình từ hư vô đến hư vô. Giữa hai hư vô đó tồn tại nhiều quá trình như tiền sử, xuất hiện vật chất, sáng tạo vật chất và nhiều quá trình khác. Nói một cách dễ hiểu hơn, trái đất ban đầu không tồn tại mà chỉ xuất hiện vào thời tiền sử. Thời tiền sử phát triển trong nhiều năm cho đến khi có dấu hiệu của sự sống, các dạng sống thực sự xuất hiện, thiên nhiên cũng trở nên sống động hơn. Cứ duy trì một mảng sinh khí như vậy, toàn bộ trái đất phát triển mạnh mẽ và cuối cùng nền văn minh cũng xuất hiện. Thế nhưng, Cù Đàm Tất Đạt cũng không biết văn minh này sẽ tồn tại bao lâu, nhưng trái đất sẽ phát triển đến thời kỳ Hoàng Kim. Thời kỳ Hoàng Kim cũng đồng nghĩa với sự xuất hiện của một nền văn minh hùng mạnh hơn. Nhưng khi nền văn minh mạnh mẽ này xuất hiện, các hiện tượng thiên văn cũng sẽ có những thay đổi lớn. Những thay đổi này tương tự như hiện tượng thủy triều hiện tại. Thủy triều sẽ làm cho một lượng lớn nước di chuyển trong đại dương, sau đó sẽ bị nhấm chìm và nền văn minh cũng sẽ bị diệt vong. Như vậy, trái đất sẽ bước vào thời kỳ suy tàn. Trong thời kỳ suy tàn, mọi thứ cũng sẽ được tái sinh và phát triển trở lại, nền văn minh mới cũng sẽ xuất hiện. Nhưng sau khi văn minh mới xuất hiện cũng không thể chống lại xu thế phát triển tổng thể của trái đất. Vậy nên, nền văn minh này cũng kết thúc bằng một kết cục diệt vong. Cuối cùng, trái đất một lần nữa rơi vào hư vô. Sau khoảng thời gian hư vô này, trái đất có thể phải chờ rất nhiều năm mới có thể tự khởi động lại. Không khó để nhận thấy rằng, những dự đoán của Cù Đàm Tất Đạt về tương lai của trái đất là khá thú vị. Đứng từ góc độ con người hiện đại, chúng ta không thể chắc chắn nền văn minh nhân loại hiện tại đang ở giai đoạn nào.
liệu nó đang ở trong thời kỳ thịnh vượng, phát triển hay suy tàn. Điều này cũng có nghĩa là bất kể nền văn minh ở thời kỳ nào cũng đều có khả năng đối mặt với sự diệt vong. Quan trọng hơn là ngay cả khi nền văn minh nhân loại đang ở thời kỳ đỉnh cao cũng không thể tránh khỏi sự diệt vong. Đây cũng có thể xem là một bi kịch của nhân loại. Nếu kết hợp với những gì Cù Đàm Tất Đạt nói về Đại Hồng Thủy, thì hiện tại nền văn minh nhân loại khó có khả năng bị nhấn chìm bởi Đại Hồng Thủy mà thay vào đó chính là những công nghệ hạt nhân mà con người tạo ra. Vì vậy, từ góc độ này, lời tiên đoán trong Khai Nguyên Chiêm Kinh mang một ý nghĩa cảnh báo nhất định. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng nên xem dự đoán này như một điều hiển nhiên, bởi thực tế ngay cả khoa học hiện đại cũng không thể dự đoán trước tương lai trái đất một cách chắc chắn. Vậy liệu Đại Lục Nhâm có thể dự đoán về vòng tuần hoàn của trái đất hay không? Nếu trái đất có một vòng tuần hoàn, nó sẽ phải có một quy luật nhất định. Trên thực tế, chúng ta đã có thể thấy được điều này qua các thiên tai hiện tại. Do sự biến đổi khí hậu, các hiện tượng thời tiết cực đoan đã trở nên phổ biến hơn. Các thảm họa như động đất, sóng thần và núi lửa phun trào cũng không ngừng tăng lên. Nếu không có một sự điều chỉnh kịp thời, trái đất có thể sẽ phải đối mặt với một thảm họa lớn. Liệu đó có phải là một vòng tuần hoàn mà Đại Lục Nhâm đã dự đoán trước đó? Chúng ta vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Nhưng chắc chắn rằng việc nghiên cứu về Đại Lục Nhâm và các phương pháp tiên tri cổ xưa có thể giúp chúng ta hiểu rõ hơn về quá khứ và dự đoán tương lai của trái đất một cách chính xác hơn. Video hôm nay đến đây là kết thúc. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng quên nhấn nút like, share và subscribe để không bỏ lỡ các video tiếp theo của Ngẫm Thân Tâm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.